Xét đấu thứ hai, trận chung kết thứ hai, phía sau là Gò Dầu, phía gần là Tôm Giống Thái Bình. Xét đấu thứ nhất, Gò Dầu đã giành chiến thắng rồi, 16-13. Điểm đầu tiên cho Gò Dầu, 1-0. Trận đấu thứ ba là trận đấu giữa Tôm Giống Thái Bình và Trại Bò. Trại Bò. Một đều. Trưởng đập bóng ngoài, 2-1 cho Tôm Giống. Ba một cho Tôm Giống. Một cho Tôm Giống, một pha trắng cả vào cái mặt mình luôn. Dầu xin hỏi tiếp tục 4-1. Năm một. Thôi. Sân này con không vài hả? 5-1. Tôm Giống Thái Bình. Hay quá. Hay không bằng hơn anh em. Hay không bằng hơn anh em. Rồi thầy khỏi bình luận luôn. Được, nó đi đám dỗ vô nó không có đem cái gì cho mình, nó uống cũng không có, đồ ăn cũng không có luôn. Có mấy con cọp á mà mấy con cọp mà em quên bắt. Thôi cọp thầy không có chơi đâu. Mấy con bán xe mà nữa. Rút ra hơn quá lẩu cá sắc hết. Nãy mới quay clip mới đang ở chợ tốt rồi. Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, đang đói bụng. Ăn hết thác lát còn hôm qua mà. Trời ơi. Cái lắm chiên nữa. Mãi mới quay xe thầy đang lên chợ tốt rồi. Chứ nó có ai liên hệ. 2-7 cho Tôm Giống. À cho Gò Dầu, lộn nữa rồi. Cái chỗ mà có em đi nơi. Trời ơi đánh kìa. Mở điểm 8-2 cho Tôm Giống. Tôm Giống. Xin dừng trận đấu cho cầu thủ chú đập cái banh vô mặt này vô tử. Làm sao hả? Thay đổi cầu thủ. Mệt. Xin 8-2 cho Tôm Giống. Bây giờ đội hình Gò Dầu chuyển qua một công chấp xã. Bóng ngoài. 9-2. Một càng chấp xã đó. Ê nhìn anh đó giống thầy con. 9-2. Nào, canh mở xanh đó, mới vô. Đừng nói uống được sáng. Đưa vô bảo quá. Trời ơi. Bóng ngoài nữa. 12. Sợ đóng dấu YouTuber với mấy em khán giả thôi, tội. Thôi chưa. Tay bên mày. Đang coi là điện thoại để mặt nè, văng quanh. Chết luôn, bé luôn. Úi trời. Úi trời, tình cho không biết không? Úi trời. Hôm nay có đám dỗ gần trong bụng bần thần không muốn nấu cơm. 11-2. Chuyện gì đang diễn ra trên sân vậy anh em? Có anh em nào biết cho tôi xin lời khuyên coi. Bỏ bóng tốt.
điểm cho Tâm Nguyên 3-11. 3-11. Thôi đây nè cái này. Hết hồn, tưởng nó kêu mình. Hiếu học phát bóng. 3-11. Đánh vào chỗ không người. Bánh sủi. 12-3. Bánh bại kìa. Đi chiều qua làm quay. Bốn mười hai. Bỏ đây chứ. Bỏ đinh chơi rồi. Vô liền, vô liền. Anh luôn. Chị nẻ rồi. Đánh bóng tốt. Đánh bóng tốt. 13-4. Đánh bóng tốt hả anh Tòng? Đánh bóng tốt mà. Em chuẩn bị được tới em diễn á. Ô, thủ hay quá. Còn gì gì tốt. Ai? Trời ơi. Còn cái gì? Nhảy lên cho thỏ. Bỏ bóng tốt. Điểm cho Tâm Giống 14-4. Bốn điều. Bốn điều Tâm ơi. Ăn nhiều quá bảo chết chơi. Rồi vô thằng ông ta ơi. Dù rồi. Rồi cho luôn. 3 mét luôn. Trời ơi. Chuyền bên kia luôn. Diễn lại rồi. Cho anh nói vậy. Nhảy lên rồi đó thương chị. 5-14. Tay nhỏ. Nhảy lên. Nhảy lên xuống rồi chị. Anh Miên nhảy. Nhưng mà người ta diễn được, còn mình diễn là trái bóng rớt trên đầu rồi. Bánh đỡ cho phòng. Miên nhảy sang giờ ruột giãn. Kêu 5 rồi. Bỏ bóng tốt. Rồi thôi. 6-14. Điểm 6-14. Ờ, bây giờ chắc rồi chửi nữa. Khổ ghê. Nghèo quá. Nghèo quá thầy ghê. Vô số rồi. 5 người vô quá không ai biết luôn. Sao đi không biết nè. 7-14. 14 điều là tôi đứng dậy tôi đi về luôn. Mấy anh chơi bài quá. 10 điểm. Thầy nói chi cho phát kìa. 15-7. Cái cây gãy hơi mình chuối. Còn một. Đâu nãy mất xúc á. Mất xúc gì nãy. Hồi nãy lúc mình chưa về là cái băng đóng vô xúc á. 8-15. Chưa sao, tôi nói anh em chưa sao đâu. Tới 16 mới thua mà, chưa sao. 16-15 mà vô thua. Đúng không? Bây giờ mới kết thúc trận đấu thứ hai. Tôm Giống giành chiến thắng 16-8. Bên đội FC Chạy Bò xin hát tặng anh em đây bài. Rồi chúng ta sẽ có set 3.